Hello, xin chào mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đào cái sung ở trong vườn nhà anh bạn, quay cho mọi người xem. Cái này là nó ở dưới cái tấm trắng, tấm bê tông nhỏ nên là nó đẹp. Gốc này cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người nhé, giống ngoan nghèo hay lắm. Ở dưới đây có rất nhiều các cái tấm pro xi măng này, cho nên dễ nó không cắm sâu được, nó chỉ cắm ở thấp thôi, nên là bộ rễ của nó sẽ rất là đẹp nhé mọi người nhé. Rồi. Đây là thành quả nha mọi người ơi. Đẹp không? Đấy. Đẹp không? Đấy, mình thích tạo dáng nào tạo nha. Đây mọi người, gốc sung này về chơi bonsai mini loại để bản này rất đẹp, thành quả. Này, này, này,
Này là đi ngày nghỉ. Đây là cái cây lúc nãy tôi đào, có clip khác rồi nhé mọi người nhé. Cây này cũng đẹp. Nói chung là đã lấy thì cây nào cũng phải đẹp thì mới lấy. Ở đây tôi hôm nay đi vào ghép cây bưởi giúp cho nhà anh bạn. Thế là ở trong cái khe suối cạn này, bên cạnh lòng suối cạn là có rất nhiều các cây sung, nhiều cây đẹp và có mấy cây ổi nữa. Ổi thì tôi cũng lấy đây rồi. Nên là tranh thủ quay clip cho mọi người cùng giao lưu. Đấy. Đây là cây ổi này. Tôi cũng mới cắt tỉa sơ bộ thôi. Đây, một cây sung nữa. Toàn cây đẹp nhé mọi người nhé. Về tha hồ chơi. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip sau nhé. Đây đang còn cây này. Đang còn nhiều cây sung lắm. Cây ổi nữa. Đó. Đây này. Đây, cây sung này. Cây này tôi sẽ lấy luôn này. Về tha hồ chơi bonsai. Bonsai mini. Xin chào mọi người nhé.